Chân tình của cô giáo Quảng Bình cho học sinh tát bạn. Theo các em học sinh lớp 6.2 thì trước nhật có khoảng 9 đến 10 bạn bị tát vì nói tục nhưng không nhiều. Giải thích về sự việc này, cô Thủy cho biết do quá nóng giận và do áp lực thi đua của lớp. Nói tục là bị tát. Vụ việc em Hoàng Long Nhật, học sinh lớp 6.2, trường trung học cơ sở Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình vừa bị cô giáo chủ nhiệm chỉ đạo tát vào má vì nói tục đã khiến dư luận hết sức bất bình. Theo lời kể của Nhật, em thấy cô ghi trên bảng là dân ca Thanh Hóa. Em đọc đến chữ Thanh mà Thanh là tên mẹ của một bạn trong lớp. Bạn ngồi bên cạnh liền nói em chửi tên ba mẹ của bạn trong lớp. Đến tiết thứ ba thì nói với cô. Chiều 24 tháng 11, trao đổi với báo chí, cô chủ nhiệm Nguyễn Thị Phương Thủy, sinh năm 1977, cho biết đây là lớp học không có thành tích tốt cả về học tập lẫn thi đua, cả lớp chỉ có một học sinh khá, trong khi đó điểm thi đua toàn trường thường đứng cuối bảng. Theo quy định, học sinh nói tục sẽ bị trừ điểm thi đua rất nặng. Để khắc phục tình trạng này, cô T đã đặt ra lệ nếu học sinh nào vi phạm sẽ bị mỗi bạn trong lớp tát 10 cái vào má, bạn nào không tát hoặc nhẹ sẽ bị bạn bị phạt tát ngược lại 10 cái. Nói về sự việc ngày 19 tháng 11, cô cho biết, hôm đó tôi lên lớp thì nghe học sinh thưa lại là em Nhật nói tục chửi mẹ của bạn bên cạnh. Trước đó tôi có nói ai chửi tục là sẽ bị các bạn tát nên một số em trong lớp mới tát em Nhật. Bị đau nên Nhật chửi thề, tôi mới tát em một cái rồi đi ra ngoài. Sau đó tôi cũng tìm hiểu và biết có 23 em đã tát em Nhật. Tôi biết rõ việc làm này là sai nên sau đó đã đến nhà xin lỗi gia đình em, cũng do tôi nóng giận và một phần vì áp lực thi đua. Lớp 6.2 có 27 học sinh, chiều hôm đó có 3 bạn vắng học nên Nhật bị 23 bạn và cô chủ nhiệm tát tất cả 231 cái. Sẽ xử lý nghiêm. Sau khi bị tát, em Nhật phải nhập viện. Đến hôm nay, 24 tháng 11, em đã ra viện và trở lại lớp học. Sau sự việc, em Nhật và gia đình đều bày tỏ mong muốn không tiếp tục học lớp mà cô Thủy chủ nhiệm. Về phía gia đình, chị Trần Thị Trước, mẹ của em cho biết, sau sự việc, cô giáo cũng đã đến gặp gia đình để xin lỗi. Quan điểm của gia đình, nếu cô giáo biết sai và hứa sửa chữa, thì cũng sẽ cảm thông và bỏ qua. Còn về việc xử lý kỷ luật như thế nào là việc của nhà trường, cũng như các ban ngành liên quan. Nói về sự việc học sinh Nhật bị tát, em Nguyễn Trung Nguyên, lớp trưởng lớp 6.2 cho hay, việc thực hiện tát bạn Nhật là do cô quy định từ trước, nên lớp cứ thế mà thực hiện. Cô Tệ Thủy chỉ có mặt một lúc, chứ không chứng kiến toàn bộ việc cả lớp tát bạn. Nguyên cũng nói rằng trước đây đã có 9 đến 10 bạn bị tát như thế vì nói tục, tuy nhiên không nhiều như bạn Nhật. Trước cũng có bạn bị tát vì nói tục rồi, nhưng người tát người không, có bạn ghét bạn Nhật nên tát rất mạnh làm cho mặt bạn bị sưng mặt lên như thế. Em cũng không muốn tiếp tục với hình phạt như thế này nữa, Nguyên chia sẻ. Theo cô Phạm Thị Lệ Anh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Duy Ninh, thì hiện nhà trường đã nhận chỉ đạo từ phòng giáo dục đào tạo huyện Quảng Ninh tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với cô Thủy, đồng thời đưa ra biện pháp xử lý kỷ luật phù hợp. Ông Đinh Quý Nhân, giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Bình khẳng định sẽ xử lý sự việc thật nghiêm minh, đảm bảo không lặp lại tình trạng như trên. Cũng theo thông tin từ sở này, ngay trong chiều nay, sở sẽ có cuộc họp để xem xét sự việc và sẽ có báo cáo gửi về Bộ Giáo dục Đào tạo.